Rồi, xin chào tất cả các em học sinh và quý phụ huynh. Như vậy thì cũng giống như cái bài đăng ở trên tác cộng đồng của thầy á, thì thầy sẽ quay các clip theo một cái chuỗi series để lấy lại cái gốc của môn hóa học. Thầy thiết nghĩ rằng cái môn hóa này là một cái môn cũng khá là ám ảnh với một số học sinh đang bị mất gốc, thực sự là như thế. Hồi thời kỳ trước em, khi mà thầy học ở cái chương trình trung học cơ sở á, mà cái thời kỳ của thầy là không có đi học thêm, rồi cũng có mạng xã hội gì cả các em, mà thầy nhớ không nhầm là cái năm học lớp 8, học kỳ 1 em, học kỳ 1 năm học lớp 8, hóa học của thầy chỉ có 4,8 thôi. Nếu mà thầy nói láo thì thầy không phải là thầy quan, thực sự là như thế. Và hồi đó thầy cũng không có biết được là phương trình phản ứng là gì, cái cách cân bằng như thế nào, không biết cái sản phẩm của nó, tại sao nó lại ra là sản phẩm này, tại sao nó lại ra sản phẩm kia, và cũng thậm chí là cũng không biết tính số mol, hoặc là đọc trên cái đề bài đó cũng không biết là cái đại lượng này là khối lượng, hay đại lượng này là thể tích, đại lượng này là khối lượng chất tan, đại lượng này là khối lượng dung dịch, đại lượng này là nồng độ phần trăm. Nghĩa là thầy bị mù luôn em. Thế là kéo lết qua chương trình lớp 9, sau đó cũng lết lết dần, thì hồi đó học cũng tầm lên lớp 9 thì tầm còn 6 phẩy mấy thôi em, chứ cũng không có được giỏi gì lắm đâu các em. Nhưng mà thầy rất là may mắn. Thầy rất may mắn khi mà lên lớp 10 thì thầy được vào học ở lớp chọn. Nghĩa trong đó hồi thầy học phổ thông á là có 13 lớp, thì trong đó có một lớp chọn em, một lớp chọn. Thầy rất là may mắn là thầy được học với một người gọi là một bà cô. Cô gọi là sư phụ thầy ạ. Cô đã tinh vi em. Cô đó là người Bắc nhưng dạy ở trong trong này khá là lâu, và cô bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh rất là nhiều. Cô tinh vi em, vợ thầy Ngọc. Thực sự là thầy lấy gốc từ đó, và thầy từ có cái gốc rồi á, khi mà có gốc rồi em thì khi đó mình sẽ phát triển lên bằng cách học thêm cô này, rồi mua sách này về này nọ, tự cày tự nghiên cứu, thì bây giờ thầy mới được như bây giờ. Thực sự là như thế. Thầy kể một cái kỷ niệm mà thực sự là để thầy muốn truyền lại những cái gì mà nó phải gọi là gì, phải từ gốc cho đến ngọn. Mà để từ gốc đến ngọn á thì nó rất là nhiều tập, không thể nào mà trong một tập, một clip hoặc là trong một nội dung mà thầy nói trong tập này thầy sẽ lấy hết tất cả những gốc khó cho các em là thôi, xin vĩnh biệt cụ ngay, không bao giờ mà lấy được. Nếu như bạn nào mà nôn nóng mà đốt cháy giai đoạn thì môn hóa sẽ là môn cực kỳ ám ảnh em, tại vì khi đó chúng ta không hiểu sâu về kiến thức về hóa thì khi đó chúng ta sẽ bị mất gốc, mà mất gốc thì khi chúng ta đọc cái đề bài chúng ta không có hiểu gì cả em, thậm chí là chúng ta không biết đại lượng nào và kết tủa nó gọi. Có một số bạn comment hỏi thầy ơi kết tủa là gì, rồi thầy ơi cái phương trình phản ứng tại sao ra sản phẩm là như vậy, đủ thứ chuyện trên câu hỏi như vậy, thì đó là những người chắc chắn là bị mất gốc hóa rồi. Thực sự là như thế. Để nhớ này, để lấy lại toàn bộ gốc hóa của chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông thì thầy nói với em là rất nhiều tập. Đây là cái clip mang tính chất là giới thiệu trước nha, rất nhiều tập để thầy truyền cái cảm hứng để chúng ta có hứng thú để mà chúng ta học cái môn hóa cho nó thật tốt. Và tại vì sao mà thầy lại có thời gian để làm cái chuỗi clip này, thầy nói luôn là trên tất cả cộng đồng thì thầy đã nói rồi, do trường thầy bị giáo viên rất 3-4 giáo viên bị F0, thầy là đang hiện tại F1 nguy cơ cao nha. Hồi bữa ngày 8/3 thì nhà trường có tổ chức này nọ, thì khi mà ăn uống thì đâu có đeo khẩu trang em, mà trên cái bàn đó là đã 2-3 F0 giáo viên em, còn học sinh thì thôi thì lê tét lét, nên là trường thầy đã nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học online. Thì thầy tranh thủ cái thời gian gọi là ngắn ngủi mà thầy ở nhà, thì thầy sẽ làm một cái việc gì đó thầy nghĩ nó cũng khá có ích cho các em và cho xã hội, đặc biệt là các bạn theo khối A. Thậm chí các bạn không theo khối A thì các bạn đang học trên ngồi ghế nhà trường thì bộ môn hóa nó cũng khá là quan trọng nha. Nên là thầy thiết nghĩ là tại vì clip mắc gốc khuynh là thầy cũng đã làm gọi là 20 clip rồi, gần như cơ bản chúng ta đã hệ thống lại được rồi.
clip về cái chuỗi series về máy tính, thầy cũng sẽ tiếp tục làm tiếp nha, tại vì nó đang dang dở chưa xong. Thầy sẽ ra cái chuỗi clip móc cốc hóa với lại máy tính, nó sẽ song song với nhau, được chưa nào? Clip máy tính thì thầy mới làm tới tập 42 thôi đó. Rồi thì thầy cũng nói luôn này, ở trong cái chương trình, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc nha. Thầy sẽ giới thiệu sơ lược trước. Thì nếu mà chương trình cũ á, nghe thầy nói này, chương trình cũ, chương trình giáo dục phổ thông cũ á, cũ và mới, các em hiểu ý thầy nói đúng không? Chương trình mới này, tí thầy sẽ nói em sẽ nghe chúng ta đang học những cái gì. Chương trình cũ thì hóa học chúng ta sẽ xuất phát điểm là năm học lớp mấy? Đó chính là lớp 8. Lớp 8 và học kỳ 1, đúng không? Học kỳ 1 của năm lớp 9 thì chúng ta sẽ được học về là gì? Về vô cơ. Nhưng sang học kỳ 2 năm lớp 9 thì chúng ta lại học về hữu cơ. Đó. Được chưa? Chúng ta phải hệ thống, nghĩa là để mà hệ thống được tất cả những kiến thức của vô cơ và hữu cơ thì một người phải trải qua cực kỳ nhiều năm để dạy và có kinh nghiệm để đúc kết lại những cái vấn đề gì mà hay gặp xuyên suốt trong một cái đề hóa mà giáo viên ra, thì gần như những vấn đề đó sẽ có ở trong nội dung thi, thì thầy sẽ xuyên suốt cho các em những vấn đề trọng tâm cốt yếu, nhưng chúng ta phải hiểu bản chất của nó. Nếu em không hiểu bản chất của nó thì chúng ta không bao giờ làm bài được. Em hiểu chưa nào? Đó. Còn về chương trình phổ thông, đây là trung học cơ sở này. Trung học cơ sở thì thầy sẽ hệ thống ở cái chỗ này. Còn về chương trình trung học phổ thông này, ở năm học lớp 10 và năm học lớp 11, chúng ta học ở tới cái tuần 13. Tới tuần 13 của lớp 11 thì chúng ta sẽ học vô cơ. Đó, lớp 9 học kỳ 2 thì học hữu cơ, nhưng bắt đầu lên chương trình lớp 10 và lớp 11, cụ thể là tới tuần 13 thì chúng ta học vô cơ. Tới lớp 11 ở tuần 14 cho tới năm học lớp 12 chúng ta kết thúc hữu cơ là ở tuần 10, thì đây chính là hữu cơ. Và bắt đầu từ ở lớp 12 từ cái tuần 11 chúng ta lại học về vô cơ. Đó, vô cơ. Chắc chắn các bạn bây giờ đang học vô cơ, tại vì hiện tại chương trình học ở trên trường của thầy là đang học ở tuần 25. Đó, chúng ta đang thi giữa học kỳ 2, cái đúng chưa? Đây chính là toàn bộ cái nội dung mà cái chương trình cũ của mình đang học. Nhớ, nó luôn luôn có hai phần là vô cơ và hữu cơ. Vô cơ lúc nào nó cũng đi trước hữu cơ, cơ cả chương trình trung học cơ sở và trên chương trình trung học phổ thông. Thì cái anh phổ thông này thực chất nó cũng lấy từ trung học cơ sở này, nhưng nó lại chuyên sâu hơn và nó có nhiều vấn đề phức tạp hơn để chúng ta còn phải học. Còn về chương trình mới, đây chương trình mới này. Chương trình mới thì môn hóa chúng ta lại được học ở lớp mấy? Ở lớp 6. Đây, thầy sẽ cho em xem ngay và luôn nha. Đây các em, thầy thì quay minh họa thôi nha. Ví dụ như cái bộ Chân Trời Sáng Tạo, Khoa Học Tự Nhiên, thì trước đây ấy thì lý, hóa, sinh thì nó tách ra, rồi chương trình cũ á nó tách ra thì thành ba cái phân môn khác nhau và ba giáo viên sẽ dạy tương ứng với các bộ môn, giáo viên lý, giáo viên hóa, giáo viên sinh. Nhưng bữa nay á thì một giáo viên sẽ dạy ba môn. Ví dụ như thầy có thể dạy bộ môn này ha, hoặc là môn toán, thì tùy nhà trường phân công. Thì thầy muốn ở đây muốn nói là ví dụ như bộ môn hóa này, nhìn này, em chờ thầy một xíu, mình lập về cái phong hóa chứ. Đây thì đầu tiên á chúng ta sẽ được học trên đây là phần vật lý của em, về chủ đề 2 này, các thể của chất. Đó, thấy chưa, ta học về vật thể với lại là chất, oxy và không khí, đó vân vân, một số vật liệu nguyên liệu, chất tinh khiết, hỗn hợp, phương pháp tách các chất. Còn xuống ở đây là sinh học rồi. Ở phía trên phần 1 là người ta viết về vật lý này, phần 2 là hóa học, về phần 3 là phần sinh học, bắt đầu từ chủ đề 6. Và đây về chương trình lớp 7,
thì chắc có lẽ cái quyển sách này chưa xuất bản đâu các em. Cái bản này là cái bản mẫu, cái bản mẫu người ta chưa xuất bản đâu các em nha. À, về sách cánh diều, à, thì đây thầy cũng sẽ cho em xem về phần hóa học người ta viết cái gì nha. Phần hóa học người ta viết cái gì đây nè. Thì trong quyển sách này á, người ta viết ở 3 phần. Phần 1 là phần hóa này, phần 2 là phần phần lý này, phần 3 là phần sinh. Như vậy người ta để ý là phần hóa thôi. Phần hóa ở chương trình lớp 7 này, thầy nói em này, đáng lẽ chương trình cũ lớp 8 á, chương trình cũ lớp 8 thì chúng ta sẽ được học về nguyên tử, nguyên tố học, có đúng không? Đó, sau đó chúng ta học về công thức hóa học, hóa trị các kiểu đúng không? Thì ở trong cái chương trình lớp 7 hóa này chúng ta đã học gần như của chương trình lớp 8 này em. Chúng ta cũng sẽ được về phân tử, đơn chất, hợp chất, hóa trị công thức hóa học này. Đói, thấy chưa? Ok, thấy chưa? Phần hóa này còn nhiều đây thôi, phần hóa học, phần sách cánh diều của năm học lớp 7 này. Rồi, thì thầy nghĩ như này này, theo quan điểm cá nhân thầy, thầy dạy hồi giờ thì thầy cũng hiểu là gì, nghĩa là thực chất ấy, nội dung kiến thức nó cũng chẳng cái gì gọi là mới cả em, cỡ cả môn toán cũng vậy, thực sự là như thế. Nhưng mà ví dụ môn toán đi, thì bây giờ người ta sẽ tập hợp những cái chuỗi kiến thức của, ví dụ nha, ví dụ như toán hồi trước đây về phần phân số ấy, học về quy đồng mẫu số các kiểu không, thì bây giờ người ta cũng sẽ tổng hợp ở phần bội chung nhỏ nhất vào. Cái phần bội chung nhỏ nhất để liên quan tới gì? Đó chính là cái việc đi tìm mẫu số chung. Mẫu chung thế là người ta lại chèn vô trong đó. Thì thực chất thầy nói với em là cái chương trình cũ và chương trình mới này nó cũng chẳng có khác gì cả em. Về hình thức á, thì cái quyển sách mới này thì sách mới thì nó đẹp, bìa rồi hình ảnh, màu sắc, số liệu thì nó cập nhật mới nhất, và nó chỉ thêm một số cái gọi là mới hơi hay ho xíu thôi. Chứ thực chất thì nó cũng, thầy nghĩ là nội dung cái phần cốt lõi chủ yếu để chúng ta truyền đạt kiến thức cho các em á, về phần toán và phần khoa học tự nhiên thì nó cũng giống chương trình cũ, chứ gần như cũng không có khác gì các em, thực sự là như thế. Đó, tại vì đã dạy chương trình lớp 6 rồi nên thầy biết vậy chứ nào. Chương trình lớp 7 với lớp 10 thì chuẩn bị ra sách, thì cứ khi nào ra thì thầy sẽ quay cho các em cứ yên tâm nha. Ở chương trình mới thì chúng ta được xuất phát từ lớp 6 rồi lớp 7 cho tới lớp 8, 9, 10, 11, 12 gì đó. Thì nói chung thì chắc chắn nó cũng sẽ bao gồm hai phần cơ bản, đó chính là vô cơ với lại là gì? Hữu cơ. Được chưa? Vô cơ và hữu cơ. Như vậy thì đối về phần vô cơ và hữu cơ thì chúng ta phải nắm được các cái bản chất của nó thì chúng ta làm được nha. Rồi, bây giờ thầy muốn nói một cái vấn đề cuối cùng ở trong clip này. Vấn đề này khá là quan trọng, hay là để clip sau nha. Tại vì clip này thầy cũng mang tính chất là giới thiệu. Trong clip sau thầy sẽ vẽ một cái bản đồ, sơ đồ tư duy để mà thầy hệ thống lại tất cả những gì của hai phần hóa vô cơ và hữu cơ của cái chương trình gọi là chương trình phổ thông, cả trung học cơ sở và trung học phổ thông, để chúng ta có một cái nhìn tổng quát. Từ đó chúng ta sẽ đi lần lượt các cái chủ đề mà thầy sẽ đưa ra, ví dụ về là viết phương trình phản ứng chẳng hạn, cân bằng phương trình, thầy sẽ chỉ lại tất tần tật tuốt tuần tuột các cái vấn đề mà liên quan tới môn hóa mà các em cần phải nắm. Và các em nếu như có một cái nhu cầu gì thì các em cứ mạnh dạn comment hỏi thầy, và thầy sẽ làm theo, không phải làm theo hết những cái gì mà các em comment. Có những cái nhiều lúc ví dụ nó vô lý thì thầy sẽ không làm, có những cái mà thầy nghĩ nó thiết thực cho tất cả các bạn và nó đem lại một cái giá trị gì đó khi mà chúng ta học ở trên kênh của thầy, thì thầy chắc chắn sẵn sàng thầy sẽ làm cho các em nha. Mặc dù thầy rất bận và rất là, nói chung nhiều lúc cái sức khỏe các em nói nhiều hay đau họng, mà đau họng thì nhiều lúc nó khàn tiếng, nên là các em hết sức thông cảm. Thầy cũng sẽ cố gắng hết sức mang lại những cái giá trị gọi là quý giá nhất trên kênh của thầy, chứ thực sự là thầy cũng không giấu giếm gì cả em, biết cái gì thì chia sẻ cái đó thôi, chứ còn thầy cũng không có tài giỏi gì hơn ai cả, mà thầy chỉ
mang kiến thức của thầy có được và cái sự nhiệt huyết, nhiệt tình dành cho tất cả các em và quý phụ huynh thôi. Được chưa nào? Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc. Chúc cho tất cả các em và quý phụ huynh luôn luôn dồi dào sức khỏe, vượt qua đại dịch Covid-19 một cách an toàn, khỏe mạnh, luôn hạnh phúc và thành đạt ở trong cuộc sống nha. Bye bye, và nhớ chị theo dõi, đây là tập 1 thôi. Chắc chắn là cái chuỗi series clip này thầy nói các em là cực kỳ nhiều tập, rất rất nhiều tập luôn, nên các em cứ chú ý theo dõi để mà chúng ta có lấy lại, nhanh chóng lấy lại cái góc khó để chúng ta kịp cho những kỳ thi sắp tới các em nha. Bye bye các em. Ok.